Hôm nay livestream nha, mọi người đã nhìn thấy cô chưa? Hello everyone, it's me, Miss Hằng here. I'm going live streaming on Facebook. Do you see me? Các bạn đã nhìn thấy cô chưa nhỉ? Nay cô có live stream trên Facebook đây, mọi người đã nhìn thấy chưa? Hello. Chắc là một lúc nữa đúng không? Chắc là đợi một lúc nữa, cô cũng sẽ đợi nhé. Bạn chưa nhìn thấy cô đâu đúng không? Hello everyone, today Miss Hằng is going to show you some vocabularies and sentence structures, and especially we will go down into the speaking practice about the social problems. Một số vấn đề xã hội chúng ta sẽ nói bằng tiếng Anh nhé. Đấy, đi ra ngoài mà không biết chém gió bằng tiếng Anh, ít là trong đầu mình, ở trong mồm mình, ở trong bụng mình phải có một ít tiếng Anh đúng không ạ? Người ta chém gió về giao thông chẳng hạn là mình không biết tí gì, hoặc chém gió vào các tình trạng như là đạo đức suy đồi chẳng hạn đúng không ạ? Thế mà mình lại không được không chém được tí nào thì các bạn sẽ thấy là mình cực kỳ thiệt đúng không? Đặc biệt là bạn nào mà đang là gặp gỡ đối tác này hoặc là muốn apply vào những công ty nước ngoài thì các bạn sẽ thấy là những cái chủ đề này sẽ rất là hữu ích cho các bạn. Đúng không? Không chỉ đơn giản là kiếm tiền mà còn đơn giản là thể hiện bản thân nữa, đúng không? Rồi, các bạn đã nhìn thấy cô chưa nào? Các bạn nhìn thấy cô rồi hãy say hi để cô biết nhỉ. Chẳng biết các bạn đã nhìn thấy cô chưa? Rồi, cô cũng chưa nhìn thấy các bạn. Chắc một lúc nữa. À đây rồi, ok ok, rồi chào các bạn nha. Hello everyone, it's me. Now, today the topic is about the social problems. Hôm nay chúng ta sẽ có một số gọi là vấn đề về xã hội đúng không ạ? Vấn đề xã hội thì chúng ta có cái chủ đề này rộng lắm ạ. Nó là một vast topic cho các bạn để các bạn có thể discover and explore. Nó là một cái chủ đề rất là lớn, ví dụ mỗi khía cạnh của xã hội lại có rất nhiều vấn đề đúng không ạ? Thế nên là hôm nay chúng ta sẽ học phần này nhé. Chào Giao Lao, Kim Chi này, Nguyễn Thị Mai Linh, chào tất cả mọi người. Ok, rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Now, we have a lot of problems, đúng không ạ? A lot of problems, câu này dễ quá và rất quen thuộc rồi. Nhưng ngoài ra các bạn có thể nói là a variety of social problems hoặc social issues. Đấy, một số từ vựng các bạn, đúng không ạ? Một số cái từ vựng mà các bạn nên biết, được chưa ạ? Hoặc là phenomenon. Phenomenon mang nghĩa là hiện tượng xã hội, đúng không ạ? Xong chưa mọi người ơi? Cùng đọc với cô nhá, một số từ vựng ở đây thì nếu như ai mà không biết các bạn cố gắng này, khi đọc với cô rồi thì các bạn cố gắng viết lại từ để cho còn nhớ nhá. Các bạn ơi cùng đọc với cô nhá. Phenomenon, phenomenon cho âm thứ hai nhá. The second thing, the second word now. Phenomenon, 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 cái này là hiện tượng. Một số hiện tượng xã hội đúng không ạ? Hiện tượng xã hội, vấn đề xã hội, các bạn sử dụng từ social hoặc là problems cũng được. Được chưa? Social or problems. There are a lot of problems. Đơn giản là các bạn nói như vậy thì bây giờ có thể nói là there are a variety of social phenomena. Được chưa? There are a lot of social phenomena. Cô xin lỗi, phenomena nhé. Phenomena mới là số nhiều. Phenomena. Chữ na đó, kết thúc của nó là chữ na thì là số nhiều. Đây là số nhiều. Plural form nhé. Được chưa mọi người? Cùng đọc với cô nào. There are a lot of words here. Các bạn cùng để ý với cô nhé. Và khi mà làm xong thì các bạn comment lại và đọc này. Một, problems, từ này quá dễ rồi đúng không? Problems or issues. Problems or issues. Không đọc từ này là issue mà hãy đọc là issue nhá, không đọc là siêu ạ. Sao issue là sai mà đọc là shoes mới đúng đúng không ạ? Issues, issues. Tiếp tục, phenomenon. Phenomenon là hiện tượng. Còn phenomena thì ở đây mang nghĩa là hiện tượng số nhiều. Đấy chứ, a variety of social problems or phenomena. Đây là hai từ thì thông thường các bạn dùng a variety of rồi thì các bạn nên dùng từ này. Phenomena, đấy chứ ạ. Nào, ví dụ câu này nhá. Hiện nay, currently, our society has to face to a variety of social phenomena. Ngày nay thì xã hội của chúng ta phải đối mặt với rất nhiều hiện tượng xã hội, đúng không? Rồi, social phenomena hoặc đơn giản từ phenomena thôi, vì từ society thì chúng ta đã thể hiện là xã hội rồi, đúng không ạ? Các bạn có thể không cần lặp lại từ social cũng được, social cũng được. Nhớ đọc là social nhé các bạn ơi. Now, keep up with my pronunciation so that we can learn about this. Các bạn cố gắng đọc với cô nhé. Từ này đọc là
social đó, các bạn nâng cái lưỡi của mình lên đọc là show show show, nhưng mà là so 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 đúng không ạ? Social, social, social. Currently, our society has to face a variety of social phenomena. What currently our society has to face to a variety of phenomena. Được chưa? Được chưa các bạn ơi? Đọc với cô một số từ này nha. Phenomena là hiện tượng số ít này. Và phenomena mà nghĩa là hiện tượng số nhiều. Xong chưa? Rồi, tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ có một số hiện tượng các bạn cần biết, một số vấn đề đang nổi trội trong xã hội hiện nay thôi nhá. Cô nói những cái gì được gọi là hot headlines thôi, những cái gì mà đang là hot topic thôi nhá. Một số cái vấn đề như sau. Một là child abuse. Child abuse, đây là lạm dụng trẻ em. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một từ là child sexual abuse. Sexual abuse mà là lạm dụng tình dục trẻ em. Nếu các bạn không muốn sử dụng động từ abuse, các bạn có thể hoàn toàn sử dụng động từ, đó là từ molest. Molest, lạm dụng. Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Xong chưa ạ? Tiếp tục, ngoài ra danh từ chúng ta có thể sử dụng từ molestation. Molestation mang nghĩa là sự quấy rối. Đó, molestation. Được chưa ạ? Danh từ đấy ạ, các bạn nên để ý nha, một số hot topics mà chúng ta cần biết đấy, chủ đề nóng này. Nào, một, chúng ta có từ đầu tiên là child abuse. Những ngày gần đây các bạn thấy trên phương tiện thông tin đại chúng được gọi là mass media, đúng không ạ? Mass media, phương tiện thông tin đại chúng. Phương tiện thông tin đại chúng. Các bạn thấy có rất nhiều cái vấn đề và các bài báo liên quan đến child abuse, child sexual abuse hoặc là child hoặc là sexual molestation, mang lại sự quấy rối về tình dục của trẻ em, đúng không ạ? Nào các bạn cùng đọc với cô nhé. Child, child, không đọc là trai nha, đọc là child, 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 được chưa? Child or abuse, child or abuse, được chưa? Child abuse hoặc là sexual abuse. Ok chưa mọi người ơi? Cùng đọc với cô đi ạ. Nào, từ thứ hai chúng ta có từ là từ sexual. Từ đây không đọc là sexual mà đọc là sexual, sexual abuse. Sexual abuse. Để cho mọi người ơi, tiếp tục nha. Chúng ta sử dụng từ tiếp theo đó là từ abuse or molest. Abuse, abuse, nhớ nhá. Và các bạn nhớ cho cô đọc từ này nhé, không đọc là molest. Một số bạn đọc là molest, các bạn đọc với cô là molest. Molest, được chưa? Đọc là molest. Và chúng ta có danh từ là molestation. Molestation, chọn âm thứ ba nhé các bạn ơi. Abuse nghĩa là gì cô vừa nói rồi, đây là lạm dụng ạ. Được chưa? Xong chưa mọi người? Ok, nào tiếp tục nhé, chúng ta có từ là molestation, danh từ, và các bạn sử dụng từ mass media là trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phương tiện thông tin đại chúng, xong chưa? Rồi nào, cùng đọc với cô một số từ này. Child abuse, child sexual abuse, abuse or molest. Molest, đi lên, nó chọn trong từ thứ hai, abuse là thứ hai luôn. Và từ tiếp theo chúng ta có từ molestation là sự quấy rối. Mass media là trên các phương tiện thông tin đại chúng, đúng không ạ? Và những cái phần này thì cô hoàn toàn có thể xây dựng một câu như thế này nhé. Các bạn cùng dùng với cô nhé. Hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có nhiều bài báo lên án về tình trạng quấy rối hoặc lạm dụng, nên tình trạng lạm dụng trẻ em gia tăng. Rồi, hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều bài báo lên án về tình trạng lạm dụng trẻ em đang gia tăng. Nào mời các bạn ạ. Xong chưa mọi người ơi? Các bạn xong từ đấy chưa? Đọc với cô từng từ một, ok chưa? Cô cần đọc lại không? Đọc lại một lần nữa nhé. One more time, các bạn cùng đọc với cô này. Cô sẽ đọc rất chậm để các bạn theo dõi được nhé. The first word is mass media. Từ này đọc là mass media, không đọc mass media nha.
học sinh của cô Hằng mà đọc thiếu ending sao là bị cô mắng suốt ngày đó. Mass media, molestation, 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 được chưa? Molest, molest lên và tation đi xuống, đúng không? Thấy đi lên, tation đi xuống. Molestation, molestation, abuse và molest là lạm dụng, đây là động từ, đây là verb, đương nhiên duition chắc chắn là danh từ rồi. Còn đây là cụm danh từ là child sexual abuse, child sexual abuse, child abuse, được chưa? Hot topic là chủ đề nóng thôi. Rồi xong nhá. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có câu như sau này. Hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều bài báo. Các bạn thấy bài báo là từ gì ta? Lên án về tình trạng lạm dụng trẻ em đang gia tăng. Gia tăng là gì nhỉ? Gia tăng. Được chưa? Ok chưa? Rồi nào, vậy bây giờ chúng ta xem comment cho cô một số từ như sau. Có hai từ là từ bài báo và gia tăng nào. Bài báo và gia tăng ạ. Được chưa mọi người ơi? Bài báo chúng ta không dùng newspaper. Newspaper là tờ báo các bạn ạ. Cái này là tờ báo cơ, chứ không phải là bài báo. Bài báo chúng ta dùng từ articles. Articles, đây ạ. Đây ạ, đây mới là bài báo này. Đó, các bạn sử dụng từ này mới là bài báo nha. Newspapers. Còn article mới là cái từ mà cô Hằng đang hướng đến nha. Các bạn không sử dụng là newspaper. Một số người nói là newspaper với magazine ạ. Magazine là tạp chí, còn newspaper là tờ báo. Còn article là bài báo, được chưa ạ? Rồi, tiếp tục nào. Mình có từ tiếp theo nhá. Gia tăng chưa? Sử dụng một số từ rất là nhiều đúng không ạ? Ví dụ extend này. Được chưa? Extend là gia tăng. Tăng lên là rise. Increase. Tăng. Thậm chí dùng raise cũng được. Đấy. Đây là một số từ các bạn nên biết nhá. Extend là gia tăng này. Rise, increase or raise. Extend, rise, increase or raise, được chưa? Rồi, cô vừa nhận được một số inbox ạ. Các bạn ơi, nếu các bạn cần hỏi các lớp về lớp online của cô Hằng, các bạn có thể inbox cho cô nhé, để đợi nó cô trả lời nhé. Đừng comment lên trên này ạ, vì cô không nhớ ai với ai đâu ạ. Cô có lớp online dành cho các bạn mà đang muốn cải thiện tiếng Anh, để muốn nhảy việc, hoặc bạn nào đang muốn nâng cao khả năng tiếng Anh của mình để bước vào một môi trường mới. Đặc biệt là các bạn nên ghi nhớ này, tiếng Anh nó là một quá trình ạ, đừng đến lúc cần rồi mới học, nhớ nhá. Nào, tiếp tục nào. Ở đây chúng ta có một từ này, đó là từ gia tăng. Nếu các bạn sử dụng từ grow cũng được nhé. Grow cũng được, nhưng thông thường là grow hiểu là tăng trưởng cơ. Thì nghe nó vẻ giống giống kiểu như là tăng trưởng về kinh doanh, tăng trưởng về các con số, đúng không ạ? Đấy, còn thông thường các bạn nói là rise, các bạn phải nói là từ case, các trường hợp. Nào, ở đây nhá, có bạn Nông Văn Thái nói daily on mass media, there are a lot of articles which condemned child sexual abuse increasingly. Ok, ở đây có nghĩa là nói về, đúng không ạ? Lên án ạ, các bạn sử dụng từ đúng rồi, còn từ lên án quên mất. Lên án dùng từ gì các bạn ơi? Đây cô cho các bạn một từ luôn, đó là từ condemn. Condemn. Lên án. Lên án về một cái vấn đề gì đấy, được chưa ạ? Còn gì nữa nào? Vân Anh Lê có nói một câu là từ nowadays. Nếu ai chưa biết từ này, các bạn nên sửa lại cho cô nhé. Từ này không đọc là nowadays, mà nó luôn luôn có chữ SE. Nếu không sử dụng nowadays, dùng today, hoặc currently, hoặc at present, at the moment cũng được, không có vấn đề gì cả. Nếu các bạn muốn nói là hiện nay, nói chung là hiện nay, các bạn sử dụng từ này cho cô nhé. Nowadays, today's, currently, at present or at the moment. Nowadays, today, currently, at present or at the moment. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ nha, bạn Lê Anh nói như sau này. Nowadays, on the mass media, there are many articles about objecting to increased child molestation. Chính xác ạ. Bạn sử dụng một từ là từ object to. Hoặc các bạn sử dụng tính từ, danh từ là, động từ là object to, danh từ là objection to cái gì đấy cũng được ạ. Nó mang nghĩa là chống đối, phản đối cái gì đấy. Chống đối hoặc phản đối cái gì đấy. Ok. Tiếp tục nào. Extend, rise, increase, raise. Ok rồi nha. Recently được em ơi. Recently ok nha.
Nào vậy bây giờ cô đọc lại phần đáp của bạn này. On the mass media, there are many articles about objecting to increasing child molestation. Nên để cái từ increasing đằng sau. Hoặc the increase of cái gì đấy. Molestation cases. Đó, kiểu như vậy. Nông Văn Thái này, những người khác đâu ạ? Nào, hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng có rất nhiều bài báo về tình trạng lạm dụng trẻ em đang gia tăng. Nào, các bạn xử lý câu này như nào đây? Cô sẽ đợi tầm 1 phút nữa để cho các bạn comment nhé. Hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều bài báo lên án về tình trạng lạm dụng trẻ em. Các bạn cùng đọc với cô qua một số từ vựng này. Nếu như đọc xong rồi các bạn cùng comment lại nhá để biết là mình làm như thế đã đúng chưa nhá. The first word is newspaper. Các bạn nhớ này, the difference between newspaper and articles is newspaper is a kind of magazines or the paper and inside that there are thousands, hundreds of articles. Các bạn nhớ tờ báo nó sẽ khác nhá. Tờ báo nó giống như là một cái tờ báo lớn đúng không ạ? Còn article là các bài báo nhỏ ở trong đấy. Nên đừng có nhầm. Sử dụng từ này đọc là newspapers, newspaper and articles. Articles. Nếu các bạn đọc cho anh Mỹ đọc là articles cũng được ạ. Articles or article. Articles or articles. Đều được đúng không ạ? Gia tăng sử dụng extend, rise, increase, raise or grow. Được chưa? Đọc lại với cô nhé. Extend, rise, increase, raise and grow. Được chưa? Rise này, increase. Raised, được chưa? Tiếp tục condemn là lên án, object to hoặc là objection to mà nghĩa là chống đối hoặc phản đối cái điều gì đấy. Condemn là mình lên án về vấn đề gì đấy trong xã hội đúng không ạ? Condemn, 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 object to or objection to, object to or objection to. Xong chưa? Đây là chống đối hoặc phản đối nhá. Tiếp tục mình có từ này, ngày nào chúng ta sử dụng 5 từ như sau: nowadays, today, currently, at present or at the moment đều được. Sử dụng từ at present cũng không có vấn đề gì cả nhé các bạn ơi. Nào, sao Mai có comment câu như sau này. Every day on mass media, there are many articles that condemns about the increase of child abuse problems. Ok, rất được rồi đấy. Mỗi tội là phần này của gì là sao Mai có một từ là từ that. Sau that mà đằng trước em đang thay cho articles thì đằng sau từ condemns không cần phải chia động từ nữa. Chỉ để nguyên thôi. Thấy chưa? Đọc lại nha. Every day on mass media, there are many articles that condemn about the increase of child abuse problem. Condemn something luôn, không có about nữa nha. Phạm Hân, every day on the mass media, many articles condemn about child sexual abuse extent. Okay, extension. Zi Chen. À, xin lỗi. Bạn Zi Chen là đúng không? Recently, on mass media, has many articles about condemn increasing child molestation. Các bạn nhớ cho cô có cái gì đấy, các bạn sử dụng there have there is. Hoặc there have been. Cộng danh từ. Số nhiều, số ít thì các em. Nếu nhiều thì dùng là have been, số ít là has been nhé. Nhưng các bạn sẽ không sử dụng, không dùng, các bạn nhớ cho cô này, không dùng have cái gì đấy. Vì lý do câu này thiếu động từ. Đó, và một bạn vừa nhắc lỗi này, đây là bạn Di Chan nhá. Em ơi, xem lại câu này của cô nhá. Không sử dụng cái cấu trúc này vì lý do là bởi vì chúng ta không sử dụng mỗi have vì have chỉ có động từ thôi, còn chưa có chủ ngữ. Rất nhiều người nói là have five people in my family have many problems in the world. Không nói như thế. Ví dụ là the world has many problems thì được. Chứ chúng ta không nói là have cái gì đấy in the world. Nhớ nhá. Tiếp tục nào, bạn tiếp theo này. Daily on mass media, there are many articles that condemn about the increase of child abuse problem. Rồi, ok. Giao giao nhé, bình bình vừa nãy là daily, bạn sử dụng từ daily, hàng ngày. Currently on the mass media, there are many articles that condemn extend child abuse. Extend ở đây nó là động từ hoặc là danh từ, nhưng các bạn xem chính xác là nó các bạn đang sử dụng có cái cấu trúc này là như thế nào cơ. Còn nếu mà các bạn chỉ dùng là extend lại còn child abuse luôn thì nghe nó không hợp lý rồi. Được chưa? Extend ở đây là động từ các bạn nhé. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng từ như sau nhé các bạn ơi. Nào, còn ai nữa không? Cô vẫn đang đọc comment. Nếu ai cần hỏi gì các bạn cứ hỏi nhé. Rồi, ok. Nào, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Câu đầu tiên này, hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng đúng không ạ? Every day or daily on cái gì đấy đúng không ạ? Không sử dụng là now đây. Daily on the mass media. There are nhiều đúng không ạ? A lot of many. There are a lot of a number of. There are a number of articles. Articles that condemn lạm dụng trẻ em đang gia tăng đúng không ạ? That condemn the child sexual molestation.
đang gia tăng extending. Daily on mass media, there are a number of articles that condemn child sexual molestation. The extending đáng ra cô sẽ phải viết rằng là which is extend, which are attend, extending hoặc là which is extending. Thế nhưng mà đây cô lại sử dụng từ extending mà nghĩa là mệnh đề quan hệ rút gọn ở dạng chủ động, được chưa ạ? Mệnh đề quan hệ rút gọn ở dạng chủ động nhé các bạn nhé. Họ không sử dụng daily thì dùng cái gì ở cô liệt kê ở dưới cũng được ạ. Daily on mass media, there are a number of articles that condemn child sexual molestation extending. Được chưa? Hoặc các bạn đưa hẳn cái từ extending lên làm chủ làm tính từ sẽ là that condemn extending child sexual molestation cases. Được chưa? Không thì thôi dùng extending luôn được. Không thì dùng là which is extending every day chẳng hạn. Được chưa? Rồi là những cái trường hợp mà đang gia tăng extending. Được chưa các bạn ơi, ok chưa ạ? Nếu không sử dụng từ extending, các bạn hoàn toàn có sử dụng là rising được đúng không ạ? Nào ví dụ nhé. At present on mass media, there are a number of articles that objects. Không sử dụng objects thì thôi, còn nếu object không có chữ S gì rồi. That object đúng không ạ? Child sexual molestation. Child sexual molestation. Molestation đúng không? Molestation that is on the rise. Cụm từ to be on the rise mang nghĩa là tăng lên. To be on the rise, tăng lên. Gia tăng ạ. That is on the rise. That is on the rise. Được chưa? Tình trạng này đang that is on the rise. Ok? Đây là hai cách nhé. Tại sao cái này không có? Rồi, at present on mass media, there are a number of articles that object child, object cái gì đấy luôn đúng không ạ? Là mình phản đối cái gì? Object child sexual molestation that is on the rise. Được chưa? Rồi ở đây cô có một cụm từ cho các bạn đi là từ to be on the rise, tăng lên, mọi người có thể nốt lại giúp mình nha. Nào cùng đọc với cô này hai từ này ạ, trong câu màu xanh nhá. Daily on mass media, there are a number of articles that condemn child sexual molestation extending, which is extending. Hoặc at present on mass media, there are a number of articles that object child sexual molestation that is on the rise. Xong chưa mọi người ơi? Ok chưa? Ok, to be on the rise xong nhá. Cùng đọc lại với cô một lần nữa, cô sẽ đọc thật chậm để các bạn cùng theo với cô nhá. Một số từ này để ý vào phần phát âm và trọng âm nhá. Pronunciation and also the word stress are the two key elements for you when you want to speak English like a native speaker. Các bạn cố gắng là khi mà học tiếng Anh mà nói, các bạn để ý phần đầu tiên là intonation. Và hai là phần pronunciation thì phải để ý phần word stress. Word stress là trọng âm lên và xuống đấy ạ. Được chưa ạ? Lên thì bằng dấu sắc và xuống là dấu huyền. Không đọc là media, đọc là media. Media. Mass media. Number đọc là number, không đọc là number. Number. Article đọc là articles. Articles, articles. Được chưa? Đọc lại nhá. Daily on mass media, there are a number of articles that condemn child sexual molestation extending. Hoặc daily on mass media, there are a number of articles that condemn child sexual molestation which is extending. Được chưa? Well, at present on mass media, there are a number of articles that object child sexual molestation that is on the rise. Xong chưa mọi người? Xong nhá. Ok nhá. Nào tiếp tục nào, một số vấn đề nữa là các bạn thấy là đây là một số vấn đề chúng ta đang đọc về social problems mà chúng ta có rất là nhiều đúng không ạ? Traffic jam hoặc là traffic congestion. Cái này được gọi là gì ạ? Tình trạng tắc nghẽn giao thông. Nào, giao thông theo kiểu Việt Nam đó là gridlocks, đúng không ạ? Là tình trạng bị kẹt trong giao thông. Như các bạn hiểu gridlock là người ta chặn đầu mình luôn đấy. Ở ngã tư mà không có đèn đỏ, đèn xanh mà hoạt động không tốt thì các bạn sẽ thấy gridlocks luôn, đúng không ạ? Là tình trạng bị kẹt trong giao thông, kẹt luôn. Đấy chứ ạ? Ngoài ra chúng ta sẽ có một số vấn đề nữa này. Traffic jam này, traffic congestion, rồi chúng ta có cả traffic accident. Traffic accident là tai nạn giao thông. Đây là nguyên nhân tử vong hàng đầu đúng không ạ? Nguyên nhân tử vong hàng đầu ạ. Nào. Nào, thử xem dịch cụm này cho cô xem nào. Nguyên nhân tử vong hàng đầu chúng ta dùng từ gì ạ? Tử vong chúng ta dùng từ gì?
nguyên nhân tử vong hàng đầu. Traffic jam and traffic congestion, tình trạng tắc nghẽn giao thông. Gridlock là tình trạng bị khóa, giống như kiểu bị khóa lại giao thông, không đi được, lùi không được, tiến không được, gridlocks, kẹt trong giao thông. Traffic accident là tai nạn giao thông, mà chúng ta nói là tai nạn giao thông là nguyên nhân tử vong hàng đầu ạ. Vậy cụm từ tử vong, nguyên nhân tử vong hàng đầu nó như thế nào ạ? Nguyên nhân tử vong hàng đầu. Rồi, ok. Cô đang thấy có một số bạn gửi tin nhắn cho cô hỏi về các lớp ở bên cô ạ. Nếu mà bạn nào cần hỏi là lớp nào bên cô, các bạn cứ inbox cho cô nha. Kẹo nữa cô xong rồi cô sẽ trả lời các bạn ạ. Cô có lớp và dành cho trình độ kém này, trình độ trung bình và trình độ cao. Nếu mà các bạn cần học, các bạn cứ inbox cho cô ạ. Được chưa? Nguyên nhân tử vong hàng đầu bạn sử dụng từ gì nào các bạn ơi? The most dead cause, no. Nếu như các bạn sử dụng từ the most dead cause này, giống như Vân Anh Lê này, thì chắc là các bạn đang dịch word by word đúng không ạ? Leading cause of death, leading cause of death. Bạn ấy sử dụng leading cause of death cũng được ạ. Thế nhưng mà nghe có vẻ như là nó đang word by word quá. Các bạn sử dụng từ leading là đúng rồi đấy, hàng đầu là đúng rồi ạ. Tử vong ạ, bạn sử dụng từ fatal cho cô nhé. Fatal mang nghĩa là chết người đó. Fatal là chết người. Được chưa? Nguyên nhân chắc chắn các bạn sử dụng từ gì rồi? Nguyên nhân là gì ạ? Reason đúng không ạ? Leading fatal reasons. Đó, nguyên nhân số ít thôi. Nguyên nhân tử vong hàng đầu. Ở đây chúng ta có một từ là từ fatal, các bạn nên biết nhá. Được chưa ạ? Reason cũng được, cause cũng được, leading fatal cause cũng được. Cô ơi, trình độ sử dụng tiếng Anh của em rất kém, muốn tham gia lớp học của cô. Thế thì em inbox đi ạ, bởi vì cô có cái lớp dạy dành cho các bạn trình độ học từ đầu đấy. Em inbox cho cô nhá. Được chưa ạ? Yến Nguyễn, the top of reasons for that. The top cũng được. Nhưng mà từ top này nghe hơi buồn cười, không dùng top. Top cũng được, ok cô đồng ý, dùng top được. Leading là top fatal reason. Nguyên nhân tử vong hàng đầu đây ạ, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cụm này cho cô nhé. Một, leading cause of death. Đấy là một bạn gợi ý cho cô nhưng thực sự không hay bằng cái từ thứ hai. Cô đã sử dụng là top fatal reason. Ở đây có từ fatal mang nghĩa là chết người á, tử vong đó. Được chưa ạ? Fatal cause. Ok, đồng ý nhá. Leading fatal cause hoặc leading fatal reason. Được chưa ạ? Cause được không? Cô ok, đồng ý ạ. Leading là top đều ok ạ. Leading và top đều ok. Được chưa ạ? Nào, vậy bây giờ cô học thử câu nhá. Tai nạn giao thông là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Đấy, đặc biệt là đang ngày lễ 5 ngày các bạn đi đâu thì cẩn thận nhá. Được chưa ạ? Tai nạn giao thông là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam, mà chúng ta sẽ dành cả câu để như thế nào ạ? Leading fatal cause hoặc leading fatal problems, đọc là fatal nhá. Fatal. Không đọc là fatal nhá các bạn ơi. Fatal, ok chưa ạ? Nếu mà các bạn nào mà chưa kịp xem phần livestream này của cô, các bạn hoàn toàn có thể lên trên kênh YouTube Tiếng Anh Cô Hàng Bữa trên Face trên YouTube xem lại nhá. Cô kênh YouTube là Tiếng Anh Cô Hàng Bữa. Hàng ngày các bạn admin các bạn ấy có update những video mới của cô lên trên đấy, các bạn có thể lên trên đấy xem nhé. Nhiều bạn chưa biết nào đâu, các bạn cứ lên trên YouTube gõ Tiếng Anh Cô Hàng Bữa và nhớ subscribe nha. Xong chưa? Được chưa mọi người? Nào, tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, dễ quá rồi gì nữa, đúng không? Nào, một số bạn nhé. Nông Văn Thái này, traffic accident is the leading fatal cause in Vietnam. Rất tốt ạ. Traffic accident thêm chữ T nhé, không phải chữ Y đâu. Traffic accident is the leading fatal cause in Vietnam. Cũng được. Thành Tokyo này, traffic accidents are the leading fatal cause in Vietnam. Rồi, bạn đã sử dụng số nhiều, đồng ý ạ. Nếu sử dụng số nhiều thì chữ are, còn số ít thì dùng is.
Tiếp tục Thu Hương, Giao Giao Hiền Bé này, Tuyền, Oanh Nguyễn, Anh Ngô, Vân Anh Lê, Tuấn Anh, Trần Đức Nhiên, Oanh Bí Bo, Bình Minh, Nhi Yến, Phương Thảo Bùi. Ok, đồng ý ạ. Vậy những cái này thì không có gì quá khó với các bạn đúng không ạ? Tai nạn giao thông sử dụng từ gì ạ? Chúng ta sử dụng là traffic accident. Đúng không ạ? Nếu sử dụng là traffic accident, đây là một danh từ chung chung thôi, không có under gì cả. Traffic accident is the leading fatal cause in Vietnam. Là một cái nguyên nhân mà gây ra tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Traffic accident is the leading fatal cause in Vietnam. Xong chưa? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã comment nha. Nào, tiếp tục chúng ta sẽ có một số vấn đề nữa trên gọi là vấn đề xã hội tại Việt Nam. Có rất nhiều. Chúng ta sẽ có social evil. Thông thường từ này mang nghĩa là tệ nạn xã hội này. Tệ nạn xã hội đúng không ạ? Các tệ nạn xã hội mà các bạn thường gặp phải là những cái gì? Đầu tiên là mại dâm, prostitution. Prostitution, mại dâm. Ma túy, các bạn sử dụng từ drugs. Đây là ma túy. Và chúng ta hay có từ là drug smuggling đúng không ạ? Drug smuggling. Ma túy, drug smuggling mà nghĩa là buôn lậu ma túy. Rồi thì đôi có human trafficking. Human trafficking là buôn người, nạn buôn người. Được chưa? Hoặc đơn giản như là sử dụng từ smuggle thôi. Smuggling là buôn lậu thôi ạ. Đấy chứ, buôn lậu tức là chúng ta không khai báo thuế này, hoặc là chúng ta bán những cái đồ mà chúng ta kiểu đi theo hàng tiểu ngạch mà vác qua biên giới thôi chứ không có giấy tờ hay là không có hóa đơn hay gì gì đấy. Thì tóm lại các bạn hoàn toàn sử dụng từ smuggling được. À bây giờ ma túy chúng ta còn dùng một từ nữa là từ meth, mang nghĩa là ma túy đá. Đấy chứ ạ, meth là ma túy đá. Đấy chứ mọi người ơi, nào một số từ vựng các bạn nên biết nha. Một này, social evils là một số tệ nạn xã hội như chúng ta đã biết. Đó là prostitution, mại dâm. Được chưa ạ? Tiếp tục ạ. Prostitution, mại dâm, xong chưa ạ? Drugs là ma túy. Chúng ta có ma túy đá. À, để cô xếp cái này lên trên đây cho giống giống. Meth là ma túy đá. Các bạn còn một từ nữa, từ synthetic. Synthetic drugs mang nghĩa là ma túy tổng hợp. Để mà hiểu được những cái này nó khác nhau như thế nào thì thực sự cô nói thật là cô cũng không hiểu, vì cô chưa dùng bao giờ nên cô không biết. Bạn nào dùng rồi thì nói cho cô sự khác biệt. Đó, được chưa? Còn nếu như mà nó có cái gì đấy nó khác nhau thì chắc là các bạn tự tìm hiểu trên Google vậy nhá. Các bạn hoàn toàn biết những từ này nó chỉ là phần để giúp chúng ta có thể chém gió được bằng tiếng Anh thôi, được chưa? Now, drugs là ma túy này, meth là ma túy đá này, synthetic là drug, synthetic drugs là ma túy tổng hợp. Còn drug smuggling thì bây giờ động từ smuggling là buôn lậu ma túy. Human trafficking là buôn lậu người đúng không? Buôn người á. Buôn người chứ không phải buôn lậu, kể cả là buôn chính thức cũng không được. Tiếp tục, mình có từ smuggling là động từ buôn lậu nói chung. Đấy chưa? Xong chưa mọi người ơi? Synthetic drugs, synthetic drugs. Nhớ chữ từ này đọc là the, đưa ra cái trọng âm của mình ở thứ hai này, và cái từ drug này các bạn đọc là drugs. Từ thetic trọng âm nhưng phải thò lưỡi ra ngoài nhá. Synthetic drugs, synthetic drugs. Xong chưa mọi người? Social evils, prostitution, drugs, meth, synthetic drugs, drug smuggling mà nghĩa là buôn lậu ma túy, human trafficking là buôn người và smuggling là buôn lậu. Nào, thử nhé. Anh ta bị bắt vì tội buôn lậu ma túy. Nào, dễ quá rồi. Động từ bị bắt là gì ạ? Anh ta bị bắt vì tội buôn lậu ma túy. Câu này ngắn thôi, các bạn dịch nhanh giúp cô nha. Drug smuggling không có chữ SC đâu nha các bạn ơi. Drug smuggling không có chữ SC. Human trafficking là buôn người. Thông thường là buôn người qua biên giới đó. Bị bắt chúng ta sử dụng từ gì ạ? Was hoặc là to be. Vì các em có thể là is. Hoặc là get hoặc là got caught. Cộng với lại verb in hoặc verb bình thường. Được chưa? Vì tội buôn lậu ma túy đây là bị bắt đấy ạ. Đây là cấu trúc mà các bạn nên biết nhá. Bị bắt nên là phải là quá khứ, bị động chứ đúng không ạ? Nó phải là bị động nhá các bạn ơi. Anh ta bị bắt vì tội buôn lậu ma túy nào, các bạn làm nhanh nhá. Cô thành lập các câu ngắn ngắn đây cho các bạn dễ dịch.
Rồi, ok. Rồi, ở đây các bạn không dùng caught mà dùng động từ catch này bằng với arrest. Chúng ta có động từ arrest là bắt giữ nha, bắt giữ ai đó. Catch bằng với từ arrest. Đó, các bạn hoàn toàn có thể xem từ này, bắt giữ. Nào, ví dụ ở đây bạn ấy nói như sau, một số bạn nói như sau này. Nông Văn Thái này, he is arrested due to drug smuggling. Rồi, chính xác ạ. Rất tốt. Trần Đức Nhiên, cái này Phương Thảo này, he was caught because the drug smuggling. Cô nhắc lại một lần cuối, sau because các bạn không được sử dụng đó là danh từ đâu mà phải là một mệnh đề em ơi. Thảo xem lại câu này, em sử dụng because gọi là because of nha, bằng với từ due to, bằng với từ owing to, mang nghĩa là danh, sau đó cộng với danh từ hoặc verb ing, và cái này mang nghĩa là bởi vì cái gì. Bé Bùm này, he was caught because drug smuggling. Câu này của em sai nha. Xem lại đây, Oanh này, he is get caught. Không được đâu ạ. Is hoặc was hoặc get hoặc got, bốn cái từ đấy mỗi từ dùng một lần thôi chứ không phải là dùng cả bốn từ nha. He was caught hoặc he got caught, he gets caught hoặc là he got caught. Tùy các em, đây là vì các bạn sử dụng hiện tại đơn hay là quá khứ đơn thôi. Tuyết Mai này, Vân Anh Hiền Bé này, Yến Nguyễn, Vân Anh Lê, Kim Diệu này, he was caught because of drug smuggling. Rất tốt rồi. He was caught. Arrested. Arrested. Rồi, ok ạ. Hoàng Hiệp này, he was caught because of the drug smuggling. He is arrested because of drug smuggling. Đúng rồi. Ok. Trần nhà Ngô, Thanh nhà Ngô, Giao Giao, he was caught. Rồi, ok, đồng ý ạ. Vậy bây giờ các bạn làm câu này khá dễ đúng không? Câu này có gì đâu. He was caught. Không sử dụng caught, sử dụng là he got arrested. Cô đang luôn luôn sử dụng quá khứ đơn vì lý do nếu chúng ta dùng hiện tại đơn nó phải có 3 trường hợp. Một là phần hiển nhiên, hai là thói quen, và ba thông thường sẽ nói về lịch trình tàu xe thôi. Còn nếu mà các bạn sử dụng cái phần này mà mình nói về một vấn đề gì đấy mình đã xảy ra rồi đúng không ạ? Thì các bạn lại là sử dụng nó là cái gì ạ? Sử dụng nó hoàn toàn, sử dụng toàn bộ là quá khứ đơn cho nó dễ nhé các bạn nhé. Đã bị bắt. He was caught or got arrested because of drug smuggling. Động từ này đọc là smuggling. Được chưa mọi người ơi? Xong nhá. Ok chưa? He was caught or got arrested because of drug smuggling. Xong nhá, cô đọc lại một lần nữa câu này. Nào. Đúng rồi, chính xác. Bị bắt rồi mới kể lại thì quá khứ chứ cô ơi, đấy, đứng ra đấy. Sử dụng hoàn toàn phần này mình kể lại vì tội gì ấy, mình nói luôn cho cô là quá khứ cho dễ nhé. Các bạn đừng dùng hiện tại đơn. Hiện tại đơn nó chỉ có 3 thứ, một là điều hiển nhiên, hai là thói quen, và ba là lịch trình tàu xe thôi, được chưa? Nào, bắt đầu nhá. Đọc lại một lần cuối này, he was caught. Từ này không đọc là caught chứ nhá. Một số bạn nhìn cái từ này tưởng là cau này, các bạn đọc từ này là caught giúp cô. He was caught. Không dùng caught thì dùng arrested vì ở đây cô nói là chỗ này phải là bị động chứ không phải là hiện tại đơn bình thường hay là quá khứ đơn bình thường được, mà phải có to be đứng đằng trước đúng không ạ? He was caught or he got arrested because of drug smuggling. Because of drug smuggling. Xong chưa? Rồi, ok. Một bạn hỏi câu như sau, which one is bigger, city or country? Khi trả lời là I think city is. Sao câu hỏi lại là which one? Which one thì đơn giản, bạn lò lò hỏi một câu đi, cô trả lời riêng cho lò lò này. Đó là cái từ one mà nghĩa là cái nào trong hai cái sau đây là to hơn, city hay là country? Người ta hỏi là em, theo em thì là thành phố hay đất nước thì to hơn. Đơn giản như vậy thôi, which one là lựa chọn một trong hai cái đấy thì người ta hỏi which one là đúng rồi em ơi. Được chưa? Xong chưa mọi người ơi? Nào, một số câu nữa nha. Nào, ở đây có một số từ đọc lại một lần nữa này. Social evils là tệ nạn xã hội. Prostitution là mại dâm. Drugs là ma túy. Meth là ma túy đá. Synthetic drugs là ma túy tổng hợp. Drug smuggling là buôn lậu ma túy. Human trafficking là buôn người, và smuggling là buôn lậu nói chung. Xong nhá, có vấn đề gì không nhỉ các bạn nhỉ? Rồi, ở đây các bạn làm hoàn toàn ok rồi nha. Làm một số từ vựng nữa là khi mà các bạn muốn mô tả về cái vấn đề trong xã hội mình đang gặp phải đúng không ạ? Chúng ta sẽ có phần là phần pollution, không thể không nhắc đến. Pollution là ô nhiễm. Bây giờ chúng ta có rất nhiều dạng ô nhiễm như là air pollution. Thông thường air pollution bị thành lập, tức là được tạo ra bởi cái gì? Cái này gọi là gì nhỉ? Ô nhiễm không khí này. Tạo ra bởi fumes. Tạo ra bởi exhaust. Fume là khí thải. Exhaust là khí thải xe. Được chưa? Bụi sử dụng dust. Bụi, ok chưa? Dust. Dust. Fumes,
exhaust hoặc là dust. Fume là khí thải nói chung nhá, exhaust là khí thải xe, còn dust là các loại bụi. Được chưa mọi người? Nào highlight tí nào. Pollution là ô nhiễm, chúng ta có dạng đầu tiên, đó là ô nhiễm về air pollution đúng không ạ? Thông thường chúng ta sẽ bị cái không môi trường của chúng ta bị gây ô nhiễm bởi fumes, exhaust and dust. Một số từ vựng các bạn nên biết đó là carbon dioxide là lượng carbon dioxide, CO2 đó. Được chưa? Tiếp tục trong bầu khí quyển chúng ta sử dụng từ atmosphere. Atmosphere mang nghĩa là bầu khí quyển ạ. Bầu khí quyển, được chưa ạ? Khí thải này, exhaust này, dust này, carbon dioxide và atmosphere. Nào comment với cô đi các bạn ơi, không quên mất nào. Exhaust nha, từ này các bạn thấy quen quen đúng không? Ví dụ khi chúng ta nói là chúng ta bị kiệt sức rồi, chúng ta dùng tính từ exhausted. Còn đây là danh từ exhaust là khí thải xe. Khí thải xe, xong chưa? Fumes, mang nghĩa là khí thải. Khi các bạn burning coal, oil, gas. Burning coal, oil and gas is, xin lỗi, generates carbon dioxide. Câu này dịch như thế nào đấy các bạn? Burning coal, gas, oil generates carbon dioxide. Ở đây cô Hằng có một động từ là động từ generates, các bạn nên biết. Burning coal, oil and gas generates carbon dioxide. Rồi nhá, không đọc carbon dioxide đâu nhá. Nhìn qua thì nhớ là đọc nó sẽ khác đấy ạ. Không đọc giống kiểu tiếng Việt của mình đâu. Burning coal, oil and gas generate carbon dioxide. Ai chỉ biết từ coal này cũng nốt lại cho cô này. Oil thì dễ rồi, oil là dầu đúng không ạ? Gas là xăng dầu đó. Còn coal mang nghĩa là than đá. Than đá generates carbon dioxide. Nào các bạn dùng từ này như thế nào thì cô đấy. Carbon dioxide trong carbon dioxide ạ. Now, generates. Ai chưa biết từ này ghi cho cô nhé. Generates mang nghĩa là tạo ra. Kể cả là tạo ra điện, chúng ta cũng dùng từ này nhé. Còn coal ở đây thì nó là than đá. Hai từ này các bạn biết rồi thì cố gắng đọc với cô nhé. Còn chưa biết thì comment lại nào. Generate and coal. Generate and coal. Xong chưa? Cô câu như sau. Burning coal, oil and gas generates carbon dioxide. Vậy các bạn dịch từ này là gì nào? Dịch câu này là gì ạ? Rồi, chính xác. Trần Tuyền Anh Nguyễn này. Đốt than, dầu và ga tạo ra khí CO2. Đúng rồi. Đốt cháy than, dầu và ga tạo ra CO2. Đúng rồi, ok. Tạo ra CO2, chính xác ạ. Ok, vậy bây giờ chúng ta làm một câu ngắn ngắn như thế này nhé. Hoạt động hàng ngày của con người làm cho khí thải được xả ra trong không khí. Điều này làm trái đất nóng lên. Hoạt động hàng ngày của con người làm cho khí thải được xả ra trong không khí này. Và chúng ta điều này làm trái đất mà nóng lên là một số từ các bạn nên biết nhá. Một, xả ra, thải ra là gì? Xả hoặc thải ra. Tiếp tục, trái đất nóng lên. Trái đất là gì nhỉ? Trái đất là the earth rồi đúng không? Quá dễ, nhớ comment lại nhá. The earth, xả hoặc thải ra chúng dùng động từ gì ạ? Nóng lên sử dụng từ gì các bạn ơi? Bé Bùm hỏi generate có giống create không cô? Đúng rồi đấy em ơi, nghĩa là ná nhau nhá. Generate. Generate. Generator đúng rồi là máy phát điện chẳng á. Generator là máy phát điện. Đúng rồi đấy. Generate là tạo ra cái gì đấy, động từ nói chung. Mỗi lần mà xem livestream của cô Hằng mà muốn là được thông báo thì các bạn nhớ ấn vào nút follow cô Hằng và để chế độ xem trước nhá. Các bạn để chế độ see first thì các bạn sẽ thấy là mỗi lần cô live thì nó sẽ báo cho các bạn ạ. Được chưa? Hoạt động hàng ngày của con người sử dụng gì ta? Hoạt động hàng ngày. Dễ quá rồi đúng không? Con người chúng ta sử dụng từ human rồi đúng không? Hoặc là people.
Như human thì hay hơn. Release, đúng rồi, xả thải sử dụng từ released. Emit cũng được, các bạn đã từng nghe bao giờ chưa? Hai từ này đều mang nghĩa là xả ra, thải ra. Xả ra hoặc thải ra. Released or emit. Release or emit. Đây là cô đang để động từ nguyên nha. Còn tí nữa các bạn dùng như thế nào các bạn phải để ý vào. Có thể là đây các bạn sử dụng là quá khứ hoặc hiện tại, hoặc hiện tại hoàn thành, hoặc các bạn sử dụng luôn là bị động. Đó. Cô có thể thêm mấy từ như color, collocation đúng không? Vậy là synonym được không? Đây cô đang vẫn đưa synonym em ơi. Lúc nào cô chẳng đưa synonym. Để ý vào nhé. Human daily activity makes fumes release into the air, which make the earth warmer. Gần được rồi em ơi. Gần được rồi thành Tokyo ơi. Rất ở đây em phải sử dụng từ đó là sở hữu cách. Humans daily activities. Đó. Có chữ S sở hữu cách nữa nhé. Daily activity là đúng rồi đấy các bạn ạ. Daily activities. Release or emit. Đúng rồi, nóng lên các bạn sử dụng từ là warmer là tính từ, hoặc là heat something up. Heat something up, được chưa? Hoặc tạo ra là create global warming. Cái từ này quen thuộc với các bạn này. Hàng ngày nếu các bạn lên trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thấy cụm từ này xuất hiện rất nhiều đúng không ạ? The earth, ok rồi nhé, hoạt động hàng ngày sử dụng từ humans. Con người sử dụng humans nhé, human đằng trước này. Humans, daily activities. Cô sử dụng ở đây là sở hữu cách là hoạt động của con người hàng ngày. Hà Thu Hoàng, daily activities of humans release fumes in the atmosphere. This is result that the earth is global warming. Không đúng lắm. Result in cái gì đấy? Ví dụ, this results in global warming to the earth, chẳng hạn. Hà Thu Hoàng để ý là câu 2 nha, mình thừa động từ. Cải Thị Thanh Sang, Phương Thảo Bùi này. Daily activities of human make the fume release in the air, which make the earth warmer. Bị nhầm hạ, tức là các bạn đừng có dùng quá nhiều động từ giống nhau. Ví dụ Phương Thảo đang sử dụng hai từ make liền nhau như thế này thì nghe nó rất là repetition đấy ạ, bị lặp từ. Tuyền Anh Nguyễn, humans activities make carbon dioxide release in the air. This make the earth become warm, warmer chứ nhỉ? Nhi Yến này, daily activity or activity routine make the earth warmer. Ok, rồi, fumes này, Cao Thị Thanh Sang rồi. Một số bạn comment ở dưới thì cũng sẽ không chữa nữa nha. Các bạn để ý vào đây nha, cô chữa luôn ở trên bảng này. Hoạt động hàng ngày của người là daily activities of human being. Đây là một điều đầu tiên là hoạt động của con người. Hoặc bạn sử dụng là humans như cô vừa nói. Daily activity. Humans daily activity làm cho khí thải được xả ra trong không khí, sử dụng release luôn. Release hoặc là have a release. Have release. Exhaust and fumes. Fumes. Fumes in the air, into the air. Nếu không sử dụng atmosphere cho nhanh ạ. Và bầu khí quyển, humans daily activities have released fumes into the atmosphere. This result in mang nghĩa là gì ạ? Điều này để lại hậu quả gì? This result in, result from là bắt nguồn hậu quả từ cái gì đấy, và result in là để lại hậu quả gì đúng không ạ? Global warming of the earth. Hoặc result in global warming là được ạ. Rồi nào, đây cô có câu này nha, các bạn cùng học với cô nha. Một, daily activities of human being, đây là cụm từ thôi. Hoặc humans daily activities have released fumes into the atmosphere. This results in global warming of the earth. This result in, ở đây cô để bằng một đỏ cho các bạn dễ nhìn nhá, bực xanh đi. This result in global warming. Rồi, nào đọc với cô nhé. Humans daily activities have released fumes into the atmosphere. This results in global warming of the earth. Global warming of the earth. Được chưa? Warmer là heat up. Em ơi, không phải là heat up nha, Greeny Nguyễn. Đúng rồi, dẫn đến. Result in để lại hậu quả gì? Đúng không? Dẫn đến.
Tức là các bạn dùng make cũng được, nhưng mà bởi vì cô thấy nhiều bạn dùng make quá rồi thì các bạn có thể thay đổi cách như này: this make cái gì đấy cũng được, đúng không? Or this create cái gì đấy, không thì dùng là this results in global warming of the earth. Xong nhé, cô đọc lại với cô hai lần nhé. Lần này cô sẽ đọc một lần chậm, một lần nhanh để các bạn theo dõi này. Nhớ để ý vào phần word stress nha. Humans' daily activities have released fumes into the atmosphere. Humans' daily activities have released fumes into the atmosphere. This results in global warming of the earth. This results in global warming of the earth. Xong nhá. Rồi, ok. Thế thôi các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ livestream đến đây nhá. Toàn bộ phần này cô sẽ copy lên trên phần pin comment để các bạn nhìn thấy nhá. Bạn nào mà nhìn thấy cái phần pin comment của cô rồi thì các bạn hãy like và ấn nút gì đấy để cho nó nổi lên ạ. Thế thôi ạ, buổi hôm nay chúng ta sẽ livestream đến đây. Mọi người cần câu hỏi gì thì các bạn cứ inbox, gửi inbox cho cô nhá. Bất kỳ ai mà cần các câu hỏi hoặc là tư vấn lớp học của cô Hoàng thì cứ inbox để cô trả lời. Thế thôi ạ. Hope to see you next time. Bye bye. Chào mọi người.